Khi chúng ta đang đang sống cái kiếp này, cái kiếp hiện tại, thì mỗi giờ, mỗi phút chúng ta đều có tạo nghiệp. Tức là những cái tư tưởng, những cái lời nói và những cái hành động của mình nó tạo ra cái nghiệp lực. Mà không có cái gì mất hết. Tư tưởng tốt thì nó tạo ra nghiệp tốt. Tư tưởng xấu nó tạo ra nghiệp xấu. Lời nói tốt tạo ra nghiệp tốt. Lời nói xấu nó tạo ra nghiệp xấu. Hành động tốt tạo ra nghiệp tốt. Hành động xấu tạo ra nghiệp xấu. Không có cái gì mà mất hết. Và đó là cái vốn liếng của mình. Nên trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, mình có thể khôn khéo mà tạo ra nghiệp tốt, thân, khẩu, và ý.